Phó Thủ tướng Nga Alexei Ivorochuk mới đây cho biết, vấn đề tạo ra một đồng tiền chung có thể sẽ được đưa vào chương trình nghị sự của BRICS. Việc tạo ra một đồng tiền dự trữ quốc tế dựa trên đồng tiền của các nước thành viên BRICS, bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, hiện đang được thảo luận. Chủ đề này có thể được đưa ra vào chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS tại Nam Phi vào tháng 8, theo Phó Thủ tướng Nga Alexei Averdorchuk. Theo ông Averdorchuk, Năm quốc gia thành viên của BRICS đang dự tính tạo ra một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu dựa trên nhóm tiền tệ của khối. Đây là loại tiền có thể được sử dụng trong các giao dịch giữa các thành viên của tổ chức này. Bộ tài chính các nước thành viên và ngân hàng trung ương của BRICS đang xem xét triển vọng tiền tệ của từng quốc gia thành viên. Trước đó theo phó thủ tướng Nga, liên minh kinh tế Á-Âu gần như đã chuyển hoàn toàn sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia với tỷ lệ 90% trong tháng 3. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, quá trình sử dụng tiền tệ quốc gia trong các thỏa thuận chung giữa Nga và các nước đối tác sẽ đạt được động lực. Ông Lavrov cũng tuyên bố, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đưa ra ý tưởng của mình là tập trung vào việc phát triển các cơ chế thanh toán không dựa vào đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro. Thay vào đó, sẽ dựa vào các quyết định và thỏa thuận có được, kể cả trong khuôn khổ của Ngân hàng Phát triển mới BRICS. Mỹ đang nhanh chóng phải lãnh hậu quả vì đóng băng dự trữ ngoại hối của Nga Ý kiến trên được đưa ra bởi nhà phân tích tài chính Christian Deheemer. Chính quyền tổng thống Biden đang lạm dụng đồng đô la Mỹ như một vũ khí chống lại các đối thủ cạnh tranh. Cụ thể, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính sâu rộng đối với Nga và đóng băng một phần dự trữ ngoại hối của nước này. Theo chuyên gia Christian Deheemer trong bài phân tích đăng trên tờ Energy and Capital, Washington đã nhanh chóng phải trả giá cho hành động của mình. Trong bối cảnh Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt chống Nga. Nhiều quốc gia bắt đầu tìm kiếm một giải pháp thay thế cho đồng đô la Mỹ. Đặc biệt gần đây báo chí đã viết về việc Ả Rập Xê Út đang đàm phán với các nước BRICS để tham gia vào loại tiền tệ mới đang được phát triển trong khối. Nền kinh tế thế giới hoạt động dựa trên đô la Mỹ và sử dụng hệ thống thanh toán liên ngân hàng SWIFT để thực hiện các nghĩa vụ của mình. Nhưng sau khi Washington đưa ra hạn chế tài chính đối với Liên bang Nga, đã có những thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Thế giới đang nghĩ về sự cần thiết phải đa dạng hóa tài sản của mình. Như chuyên gia của tờ Energy and Capital cho biết, bản ghi nhớ do chính quyền Tổng thống Biden trình bày có ảnh hưởng rất lớn khi nói rằng bất kỳ tổ chức tài chính nào của Liên bang Nga đều có thể trở thành đối tượng của các biện pháp trừng phạt. Ông Demer cho biết, sau khi Nhà Trắng đưa ra thông điệp này, có thể được mô tả là một sai lầm lớn. Mọi quốc gia trên trái đất trượt bừng tỉnh và nhận ra rằng hầu hết nguồn dự trữ của họ đang bị đe dọa đồng băng. Cộng đồng quốc tế đã nhận ra rằng bất kỳ nước nào khác cũng có thể rơi vào tình trạng của Nga. Do đó họ bắt đầu tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và tiền tệ của nước này. Mọi thứ đã đi xa đến mức, các thành viên của BRICS do Nga, Trung Quốc đứng đầu, đã bắt tay phát triển một loại tiền tệ mới, dự kiến sẽ thay thế đồng đô la. Và sau khi Ả Rập Xê Út, nước sản xuất dầu lớn thứ hai thế giới, muốn tham gia vào các quá trình này, triển vọng đồng tiền chung của nhóm các nền kinh tế mới nổi càng trở nên rõ ràng. Đây là đòn giáng mạnh vào vị thế của Mỹ.